Random Sim. Xin chào các bạn đã quay trở lại chuỗi video kể chuyện cùng cô Trang và cô Phượng. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là người bạn gì không? À, đây chính là người bạn thỏ đấy. Vậy thì chúng mình có biết hôm nay cô Trang sẽ mang đến cho chúng mình câu chuyện gì không nhỉ? Có liên quan đến người bạn này đấy. Vậy thì chúng mình hãy cùng lắng nghe cô và cô Phượng kể câu chuyện Thỏ con không vâng lời. Buổi sáng trước khi đi chợ, thỏ mẹ có dặn thỏ con: "Thỏ con ơi, con ở nhà chớ có đi đâu xa con nhé." "Vâng ạ, con sẽ ở nhà và không đi chơi xa đâu mẹ ạ." Thỏ mẹ sau khi dặn dò thỏ con đi chợ, thỏ con quay vào nhà. Bây giờ mình chẳng biết chơi cái gì cả, buồn thế. Bây giờ mình làm gì? Có một bạn bướm xuất hiện rủ thỏ con đi chơi. "Bạn thỏ ơi, bạn có muốn đi chơi với mình không? Ở ngoài kia có một cánh đồng hoa rất là đẹp đấy." Cô Trang và cô Phượng vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì nhỉ? À, cô Trang và cô Phượng vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện thỏ con không vâng lời đấy. À, cô Trang ơi, trong câu chuyện bạn thỏ đã biết nghe lời chưa nhỉ? À, trong câu chuyện bạn thỏ chưa biết nghe lời đâu cô Phượng ạ. Bạn thỏ đi đâu đấy cô Phượng? À, bạn thỏ không nghe lời mẹ, bạn thỏ đã chạy vào trong rừng và quên mất đường về nhà đấy. Nhưng sau khi bạn thỏ về nhà thì bạn thỏ đã biết nhận lỗi với mẹ đấy. Qua câu chuyện này, cô Phượng có muốn nhắn nhủ gì đến cho các bạn nhỏ không? À, các bạn nhỏ ơi, ở nhà chúng mình nhớ nghe lời ông bà và bố mẹ nhé. Khi đi chơi đâu xa, chúng mình phải đi cùng ông bà và bố mẹ, không là sẽ bị lạc đường đấy. Như vậy là hôm nay cô Trang và cô Phượng đã mang đến cho chúng mình một câu chuyện rất là hay và thú vị đúng không nào? Ở nhà chúng mình hãy kể lại cho bố mẹ chúng mình nghe câu chuyện này nhé. Còn bây giờ cô Trang và cô Phượng xin chào và hẹn gặp lại. Có một bạn bướm đến rủ thỏ con đi chơi. "Thỏ con ơi, ra đây mà chơi này, ở đây có nhiều hoa, nhiều cỏ, thích lắm, đẹp lắm." Nhưng mà mẹ tớ dặn là không được đi đâu chơi xa." Nhưng mà tớ đi chơi một chút thôi, chắc là không sao đâu. Bạn bướm chơi tớ đi cùng nhé." "Đồng ý, chúng mình cùng đi thôi." La 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 la, la 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 la, la 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 la. "Ôi, bạn bướm ơi, ở đây có nhiều hoa, thích thế. Tớ sẽ hái một ít hoa về tặng mẹ." Đồng ý, bạn thỏ hái tặng mẹ nhé." "Ôi, nhiều hoa quá bạn bướm ơi." "Thỏ con ơi, thỏ con nhìn xem, ở bên bìa rừng bên kia còn có một vườn hoa rất là đẹp đấy, chúng mình cùng đi thôi." "Đồng ý, chúng mình cùng đi thôi nào." La 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 la, la 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 la. "Ôi, hoa ở đây thơm thế, đẹp thế. Thỏ con có thấy thế không?" "Tớ thấy rất là đẹp. Tớ lại hái một ít hoa nữa về tặng mẹ." "Ôi, đẹp quá. Ở bên kia có hoa kìa. Ở bên kia có hoa gì mà hồng đẹp quá. Wow. Tớ không ngờ lại có một cánh đồng hoa đẹp như thế đấy. Wow, đẹp quá. Bạn bướm ơi. Bạn bướm. Bạn bướm đi đâu rồi? Mình sẽ hái một ít hoa về tặng cho bạn bướm nữa." Thế là thỏ con
bác gấu đã đưa thỏ con của tôi về nhà.